Molecule Mobile giá siêu rẻ tại shopmobilevietnam.vn, giảm giá lên đến 50%. Chỉ từ 150k các bạn sở hữu ngay một tài khoản lên đến 30 tướng. 250k các bạn sở hữu tài khoản hơn 30 tướng. Hay quá anh Adup, à nhầm chị Esther ơi. Và bây giờ Arthur chạy đi đâu với phát bắn xuyên tim? Cái này hình như không phải do mình đâu các bạn ơi, mà là con quái rừng nó giết. Một cái chết nó hơi bị nhục nhã. Và nếu anh em nào gặp những tình huống như bị quái rừng giết, bị lính bên đường tiêu diệt hay con xe bắn nát người thì nhớ comment bên dưới nha. Môi Việt trở lại với những phát bắn thần thánh cùng vị tướng Ensu. Một xạ thủ bị anh em kỳ thị Epic là team sẽ nói là chơi AD khác đi, không có tướng A mà chơi cái vị tướng AD đây làm gì. Vì lý do rất đơn giản, đó chính là mình xin. Đấy chính là cái hết mạng từ xa. Team bắn sắp mặt ra, thanh niên bòm phát có mạng. Nói đời thôi, đấy không phải lý do chính, mà lý do là các bạn dành cả thanh xuân, dành cả trận đấu để ngồi ngồi ngắm bắn. Ngồi ngắm bắn nha. Mình xin, rất tiếc. Cái pha đấy là đoán sai rồi, Chrissy không có trong bụi. Lý do các bạn dành cả thanh xuân, dành cả trận đấu để ngồi ngắm bắn chính là tốc độ đánh quá chậm. Chính vậy hôm nay Mô Việt sẽ hướng dẫn anh em chơi vì ESO phong cách nhiều tốc đánh hơn, để các bạn đánh thường nhiều hơn, khoảng cách gần đánh thường, khoảng cách xa chúng ta bắn viễn trình kích. Như vậy mới chuẩn bài nha. Trang bị phù hiệu bằng ngọc giam sao thì tất nhiên sẽ được trình bày chi tiết trong clip này. Vậy thì đừng ngần ngại tặng Mô Việt một cái nút like, một nút ha ha, hoặc là nút ahihi. Ok, cái này cũng cứu được Arum rồi. Mà mình quả đấy bắn trúng thì có lẽ là Arum chết nhanh hơn. Arthur này rất hổ báo nhá. Thấy mình nó lao vào như một đây như mèo thì mỡ luôn. Mình xin dí sát người bắn. Đây là phong cách chơi Ensu khá là hay. Có lần mình làm video clip không ngắm bắn, chỉ dí sát người bắn thôi, thì phong cách đấy rất là hay. Và mình đã luyện tập được bắn sát người, phát lao cổ chúng anh em ơi. Và cái khả năng bắn từ xa của mình thì cũng phát lao cổ chúng, nhưng mà trừ những phát trở ra nhá. Bởi vì là chơi vị tướng này chúng ta cần phải là ngắm quen, bắn chuẩn được. Đây này, theo nát không được thi đấu, bạn ấy phải về rồi, chắc chắn 100% luôn. Cứ bắn thường thôi, bạn ra khoảng cách xa thì mình tiếp tục ngắm. Rồi, Linux không được thi đấu nữa, yếu máu rồi các bạn ơi. Cứ áp sát gần là mình cứ bắn thường nha. Đấy, các bạn hiểu cách chơi chưa? Ok, hiểu rồi thì let's go thôi. Đầu tiên là bảng ngọc cho Ensu, các bạn dùng như sau: ngọc đỏ tốc đánh tỷ lệ 9 mạng, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc lục tổ lý xuyên giáp nha. Có thể các bạn chỉ dùng một chút ngọc hút máu tầm 3 viên thôi. Phù hiệu mình sẽ sử dụng phù hiệu Thánh Thuẫn. Phù hiệu Thần Quang thích hợp với những phát viễn trình kích, nhưng mình đánh theo kiểu này thì sẽ dùng Thánh Thuẫn cho an toàn hơn. Và trang bị anh em theo dõi bên dưới nha. Đầu tiên là cái giày tốc đánh. Mình xin. Sau đó là kiếm Munamasa. Và tiếp theo đó là cái nanh. Đồ rất chuẩn phải không anh em ơi? Lên nanh rồi thì các bạn có thể lên cái món đồ chí mạng là cái cung tà ma. Và sau đó thì các bạn sẽ lên cái giáp không bệnh. Lại hụt rồi, buồn ghê. Nhưng phát này thì không thể trượt được nha. Ui Prince tả bốn đau quá. Và cái trời ơi, hình như là mình hơi bị lương tay với bạn. Mình lại thích bắn ban đôm hơn. Hai phát để Chrissy thoát rồi. Cá buồn nhưng không sao, mình đã có 5 mạng rồi các bạn ơi. Ghê chưa. Các bạn thấy một phát bắn viễn trình kích đam nhỏ hơn hai phát đánh thường rồi đấy. Tầm bằng hai phát đánh thường. Chính vậy khi với cái tốc đánh này, ở một khoảng cách gần các bạn không nên bắn viễn trình kích gần theo kiểu là gần tầm trong tầm bắn nhá.
Còn nếu tôi định dí sát người anh em hoàn toàn có thể chơi kiểu bắn nhanh ở khoảng cách gần. Còn trong cái tầm bắn thì không thể bắn nhanh được và rất dễ bị hụt, nên các bạn cứ đánh thường. Đấy, bắn xong rồi mình lao lên, bắn thường một phát, dùng chiêu cuối áp sát, dí sát người bắn chiêu 2. Đánh cao, thi đấu chuyên nghiệp, Ensu là vị tướng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đánh từ trình tinh anh trở xuống là mọi người chơi Ensu rất là phế. Do là các bạn vẫn chưa hiểu cách chơi của Ensu, vị tướng xạ thủ nhưng mà hơi khó chơi nha, mấy cả bây giờ cũng giảm sức mạnh khá nhiều rồi. Arthur rất hổ báo, thế AD là lao vào như mèo thấy mỡ. Không hiểu luôn, có lẽ là đi cùng bé theo lát chán quá rồi. Đổi mục tiêu, khả năng bắn của bộ viên luôn là bách phát bách trúng. Và các bạn nhìn thấy Lindis vỡ đầu. Chỉ những phát trượt ra, phát này thì trúng rồi. Cố định 100% trúng. Cố lên. Bạn chết thì để mình xin mạng cho. Để phát bắn thần thánh không cần sai. Tôi xong rồi. Một phút mặc niệm dành cho bạn Alistair. Arthur và Adum trong trận đấu này hỗ trợ mình đến gọi là đến từng chân tơ cái tóc, hỗ trợ bảo kê 100% tuyệt đối. Đúng là khi team có Arthur với Adum thực sự đánh rất dễ các bạn ơi. Đánh thường nha, không cần ngắm đâu. Bắn thường này, đánh cờ đấy, bắn toàn 600-700 máu thôi. Còn đam của Ensu bắn lên trụ là max 1000 đam rồi, không thể lớn hơn được nữa đâu các bạn ơi. Hiện tại có những vị tướng bị kỳ thị như kiểu Ensu, cũng có những vị tướng mà thả ra là tranh nhau pick như kiểu Slim với Phoenix, thực sự là quá là không công bằng. Người thì được yêu thương quá trời, người thì bị kẻ lạnh quá nhiều. Nên mình nghĩ là phải tăng sức mạnh cho Ensu đi. Và nếu không tăng sức mạnh thì mình không có sai nha. Ý là mình xin tức ghê. Không tăng sức mạnh thì vẫn còn bị kỳ thị thôi. Đó, lên luôn. Mình xin. Mình bắn ban Doom của là rất là thốn nha. Chrissy này, lửa cái máu, sau đó bắn thương nha. 1, 2, 3 phát. Bạn thấy ngắm bắn là 2k1, còn khi mình đánh thường là hơn 1k2. Vậy thì mình không đến tầm rồi. Adum hổ báo quá, nhưng mà rất là hay nha. Kiểu mà chúng ta đánh Adum, sau đó xích chủ lực tìm bạn trong trụ thì ăn mạng rất là dễ, bởi vì sát thương có cả thêm sát thương từ trụ nữa. Đúng rồi, bây giờ bạn chạy về đâu? Bạn chạy về. Ây trời ơi, mày gáy quá, quên không bóc cò. Thế là chậm một nhịp tầm 0.05 giây em ơi. Rồi mình té nha, mình bật chiêu cuối rồi. Khi nào mình sống dậy mình sẽ lướt đi. Đấy, bây giờ bạn vào đây dí ngay chiêu 2 vào đầu. Các bạn thấy đam tay to chưa? Vậy thì tại sao chúng ta không đánh thường nhỉ? Chúng ta ngồi cả thanh xuân trong một trận đấu chỉ ngắm để làm gì đúng không? Ok, và có lẽ trận đấu kết thúc ngay đây thôi thì bạn chỉ còn có một người theo lát. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian và Ngọc ra xem video clip này. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye bye. Bạn muốn sở hữu chiếc ốp Nico Mobile, ốp điện thoại in theo yêu cầu, ốp điện thoại anime vân vân, hãy lên shop phụ kiện mobviet.com. Lời các bạn mua ốp điện thoại vừa rẻ vừa đẹp nha.
Có những tướng xạ thủ hễ bạn pick là team sẽ chửi là đội tướng khác đi, như kiểu Esu. Còn có những vị tướng thì lại tranh nhau pick như kiểu Slim hay cáo siêu thanh. Mà không pick được thì lại quay ra chửi nhau, rồi dọa nhau, như kiểu theo nát trận đấu này. Dọa mô vịt cầm lick Tuấn trầu tre rằng là tên đã ngu rồi, cầm tướng nếu mà chơi ngu nữa thì sẽ bị chửi sấp mặt luôn. Chưa thấy Tuấn trầu tre ngu phát nào, nhưng mà anh em team mình thì lại bảy phát rồi. Không sao, Tuấn trầu tre đó được. Bởi hôm nay Mô Việt tiếp tục làm video clip tặng bạn Tuấn nha. Bạn Văn Tuấn đặt tên trong game là Tuấn trầu tre. Ném nào không trực phát nào, à không trúng phát nào, cái đấy là mình chỉ ném dọa thôi, dọa tin đạn thôi, chủ yếu là ăn bùa mà các bạn ơi. Ăn trụ luôn này, vui cắt. Đi đến đâu là trụ phải ngã xuống à, phải đổ xuống. Đó là phong cách chơi xạ thủ đi rừng nha các bạn ơi. Đánh Slim anh em sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Và cũng rất mạnh luôn, sơ thêm vào cái trụ nữa. Đi ngang qua ăn trụ, sau đó thì xuống xin mạng bạn Seneca. Seneca chết chắc rồi. Bạn Adum, à không, bạn Alistair có cái tên cũng rất là hay này các anh em ơi. Trịch 30p gạch chéo xuất. Không hiểu, ý không hiểu. Ai hiểu nhớ comment nha. Cái tên gì mà kỳ lạ quá. Chỉ dành cho những anh em trên 18 thôi. Ba trụ rồi. Đó, Slim đi đến đâu là có mạng đến đấy. Các bạn chỉ cần đừng fit quá nhanh, mình đến là có lợi thế luôn. Trời ơi, tại sao lại có những pha ném nào nó đi vào lòng người như vậy được hả? Và để ném trúng thì kiểu gì cũng có cơ hội ăn mạng, nhưng mà thôi không sao, cứ bình tĩnh. Tạo lính xong cái đã, dọn rừng xong cái đã rồi tiếp tục đi đẩy trụ nha các bạn ơi. Ở phong cách đen đồ của Slim, nếu anh em nào chưa biết thì mình sẽ trình bày ngay sau đây chi tiết luôn nha. Đầu tiên các bạn nên đồ rừng cung bảo tố, nhưng mà nên đồ cấp 2 thôi. Sau đó các bạn nên cái món giày tốc đánh. Giày tốc đánh là giày du mục. Ủa, không ổn rồi, Vương Cát đại cá thua rồi. Không cân hai được, ngã ngựa. Kiểu như là nếu mà Vương Cát bật chiều cuối sớm hơn, kích hoạt tái kích hoạt chiều cuối sớm hơn thì có thể là mình đến là có thể là tiêu diệt hai người team bạn. Nhưng mà chết dưng ngựa là một cái chết cay cú của Vương Cát, bởi vì sẽ không có bất tử. Ơ, làm gì với bạn ơi? Sai rồi nha, sai rồi. Mình cân đôi luôn. Mình ăn đôi luôn. Mình ăn ba luôn. Wow, vướng con xe. Quả lém trúng rồi mà vướng xe nha các bạn ơi. Mình ăn bốn luôn. Chạy làm sao được bạn ơi. Đấy. Quad kill và mega kill chuẩn bị đến đây. Nhưng mà bạn này chạy nhanh quá thôi. Bỏ nha bạn ơi, bỏ. Bỏ nha, ăn trụ đã. Nên đồ rừng cấp 2, nên giày du mục. Sau đó lên đồ rừng cấp 3, cùng bảo tố. Uầy uầy, ghê quá cơ. Ghê quá cơ. Không ăn được bình đâu. Slim là vị tướng, một trong những vị tướng xạ thủ khó bắt nhất. Bởi vì các bạn sử dụng mục hiệu mãn tính, các bạn khá là trâu, các bạn có thể nhảy nhót và ném đao liên tục. Sau khi lên đồ rừng cấp 3 xong, các bạn sẽ lên món đồ rất là quan trọng, đó là thánh kiếm. Rồi lên đồ xuyên giáp cấp 2, rồi các bạn lên song đao bảo táp. Song đao bảo táp rồi, anh em có thể lên đồ là thương xuyên phá hoặc là kiếm Ramasa thì trận đấu nha. Rồi cuối cùng là giáp hộ mệnh. Nói chung là đồ build đồ này là build đồ rất chuẩn của Slim rồi. Bạn này mình cứ bắn mà các bạn không làm gì à? Mình nhảy qua đây này, đánh lên bật chiêu cuối luôn. Ok. Dính choáng, còn dính chiêu của Volcat nữa thì tiếp tục là bạn cá
cá chạy về đâu. Như vậy là bạn theo lát hết nói rồi nha. Mình gánh bạn rồi đấy. Đừng có chửi mình nha. Đầu game mình ở khi pick tướng mình ở vị trí S1. Các bạn vị trí S45 khi team bạn start Slim là thích lắm. Muốn chơi được Slim lắm, muốn thể hiện, muốn cân team bằng Slim lắm nhưng mà không có được đâu. Mãi mình pick được Slim mà. Phải cho cơ hội để mình thể hiện chứ. Đúng không các bạn ơi? Đánh Ensu còn cần kỹ năng nhưng mà đánh Slim thì không cần quá nhiều kỹ năng đâu. Thì cần bạn chú ý ném lao không khí chuẩn một xác một chút xíu. Nếu mà ném không tin tưởng ném xa chuẩn xác thì các bạn cứ ném gần. Đó, ném đây này. Tính là ném trúng Capri nhưng không ngờ trúng cá, không sao, sôi cả cá luôn. Và Edon muốn truy sát mình nhưng mà cái kết sai rồi bạn ơi. Omega trận này đánh tốt nha, mặc dù đầu game là đại ca Volcat với Omega hơi fit. Với cả mid cũng hơi fit chút xíu nhưng mà không sao. Có Slim nó hết rồi, đấy. Slim đến đâu là team bạn lát người đến đấy. Slim đến đâu là team bạn lát người đến đấy, Elon thì chắc là buông rồi. Ok, và video clip Vôi Việt chơi Slim đến đây hết rồi, xin chào anh em nha, bye bye.